Tại nhà Davut Silva, chủ hãng buôn các đồ nhập khẩu có tổ chức một bữa cơm khách. Trong số những người được mời có giám đốc nhà băng là bát cùng người vợ trẻ và cô em vợ to béo cẩu ông ta, nhà chính khách Khanda Iyarma, một trong những nhân vật bảo thủ hạng nhất của chúng ta, cùng đức phu nhân không có con của mình, nhà đại điền chủ kiêm Thu Tomedeni cùng cô thư ký có đôi mắt hạt nhãn là nàng Ipes, nhà buôn Haji Osman Barua, một thương gia cỡ lớn của tỉnh Adang chúng tôi cùng cô nhân tình là nàng ficticia Từ chiếc máy thu thanh, tân khách bỗng nghe thấy giọng một phát thanh viên nói, thưa quý vị thính giả. Đến đây chúng tôi xin tạm ngừng chương trình nhạc cổ điển Thổ Nhĩ Kỳ tối nay. Bây giờ mời quý vị nghe buổi phát hành thường kỳ, những phát minh mới. thuyết trình buổi này là một chuyên gia nổi tiếng, kỹ sư Mickey Makinetsi. Bà vợ trẻ của ngài giám đốc nhà băng La Bát nhăn mặt, sao tôi ghét giọng cái thằng cha này thế? Nhà buôn Osman năn nỉ van bà, xin bà cho phép chúng tôi được nghe cái mục này. Tuần trước anh ta đã nói về cách làm bông bằng giấy đấy. Trên máy thu thanh, kỹ sư Mickey Makinetsi bắt đầu câu chuyện, thưa quý vị. Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần, những phát minh mới, này, thì tại thành phố Nguyên Tử ở bên Mỹ người ta cũng bắt đầu khánh thành một nhà máy Nguyên Tử mới, hoạt động theo chương trình Nguyên Tử Phục Vụ Con Người. Từ nhà máy này, những tia sáng Nguyên Tử sẽ được phát đi khắp thế giới. Phát minh mới về năng lượng nguyên tử này sẽ là một sự kiện kỳ diệu làm chấn động toàn nhân loại. Khi tia sáng nguyên tử chiếu vào các tấm gương soi ở bất kỳ nơi nào trên trái đất thì lập tức tất cả những hình ảnh đã được soi vào gương kể từ lúc nó được chế tạo đến nay sẽ lần lượt tái hiện trên mặt gương. Chẳng hạn, nếu ở nhà quý vị có một tấm gương mà quý vị đã dùng từ 20 năm nay thì khi gặp tia sáng nguyên tử này chiếu vào hình ảnh của tất cả những người đã soi vào gương từ 20 năm nay sẽ nối tiếp nhau xuất hiện lại trên mặt gương. Các cuộc phát thí nghiệm tới nay đã hoàn tất và đã cho những kết quả mỹ mãn. Như vậy, nhờ phát minh mới này, quý vị có thể được sống lại tuổi thơ, được nhìn lại tuổi thiếu niên hay ôn lại những kỷ niệm thời yêu đương của mình. Từ sau 9 giờ sáng mai, xin quý vị nhớ đứng ra trước gương. Bà vợ trẻ của viên giám đốc nhà băng La Bát vỗ tay, trời ơi! Tuyệt quá! ở nhà tôi có chiếc gương tôi đã soi từ hồi bé vậy là ngày mai tôi sẽ được xem lại cả một quãng đời của tôi khách khứa rời phòng ăn sang phòng khách tụm lại thành từng nhóm bắt đầu bàn tán sôi nổi về cái phát minh mới kỳ diệu khanda yadma nhà chính khách bảo thủ hạng nhất ghé vào tay nhà thu tô medeni thì thầm ông bạn ạ à. thế thì cái phát minh mới này quả là kỳ diệu nó sẽ giúp ta nhớ lại nhiều sự kiện đã quên có một lần ở đồn cảnh sát tôi bị người ta nện cho một trạn như từ. Ông tha lỗi cho cách nói hơi thô tục của tôi. Lúc chuồn được khỏi đó, tôi lập tức đến ngay phòng giám định y khoa để xin giấy chứng nhận là bị đánh, rồi mang ra tòa kiện. Nhưng các ông ở tòa chẳng thèm xem xét kẻ nào đã đánh tôi, mà rồi không hiểu thế nào họ lại kết luận là chính tôi đánh tôi mới tức chứ. Nhà thu tô bảo, nhưng mà bác Khanda chuyện ấy có liên quan gì với chuyện cái gương này? Ấy Liên quan quá đi chứ lại Vì lúc tôi bị đánh Tôi nhìn thấy trên đường có treo một cái gương Bây giờ thì mọi việc sẽ được khám phá ra hết Ừ phải Medeni hưởng ứng Còn tôi thì nhờ những chiếc gương thần kỳ này Tôi sẽ phải vớ được ít nhất là 4, 5 vạn bạc Làm thế nào mà vớ được Có gì đâu Ở nhà tôi có một cái tủ gương Và chuyện tôi một dạo gian díu Với con gái lão Kaliavi là cô ả à Antoin Thì chắc bác đã biết rồi Chuyện ấy thì ai mà chả biết lão bố nhất định không chịu gả con gái cho tôi, còn cô ả thì cũng quên phát ngay những tình cảm của mình. Nhưng giờ thì không xong với tôi đâu, lão ta sẽ phải gả con gái cho tôi và tôi sẽ trở thành triệu phú cho mà coi. Nhưng ông định làm cách nào mới được chứ? Tôi và cô ả An Tư Huyên đã từng ân ái với nhau bao nhiêu lần ở nhà tôi, ngay trước cái tủ gương ấy. Sáng mai tất cả những cảnh yêu đương ấy sẽ diễn lại trong gương. Tôi sẽ mang cái gương đó cho lão vi xem ông hiểu chưa? Thế là lão ta sẽ phải gả con gái cho tôi, bằng không thì phải chuộc lại cái gương ấy. Thế lão ta không chịu thì sao? Thì càng hay, tôi sẽ mang cái gương ấy cho mọi người xem, hay không kém gì xem hát ấy chứ, và tôi sẽ thu được ối tiền, hoàn hồ những cái gương kỳ diệu. Vợ nhà buôn hàng nhập khâu to nhỏ với ả nhân tình của ngài hát Osman là Fictusia, tôi vẫn không sao quên chàng được. Chị bảo ai, Kaplan ấy à? Ừ cáp lan ấy, thế mà chàng thật chóng thay lòng đổi dạ, nhưng thôi, ngày mai tôi sẽ đứng ra trước gương để được sống lại những giây phút êm đềm với chàng. Tôi cũng phải trả thù lão già nhà tôi mới được, tôi sẽ đưa gương cho hắn xem, để hắn thấy rằng hồi tôi mới quen hắn, tôi còn trẻ và xinh đẹp như thế nào. Thế mà bây giờ, chắc chị biết đấy, hắn ta đã chán tôi rồi. Tất cả bọn đàn ông đều thế cả, khách khứa ai nấy đều sung sướng khi bàn tán về cái phát minh mới. Cô nàng Victoria luôn mồm nói, ước gì chóng đến ngày mai nhỉ? Cô em vợ béo nục nịch của viên giám đốc nhà băng phụ họa thêm, vâng, ước gì chóng đến ngày mai? Em thấy sốt ruột quá, trời ơi, những kỷ niệm thời quá khứ của em, tuổi thanh xuân của em, người thì mơ ước được gặp lại trong gương hình ảnh người mẹ đã khuất của mình, người thì muốn được thấy lại thời thơ ấu. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, rồi một vị khách mới bước vào. Đó là xa khác Zenabedia, một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng. Mặt ông ta tái nhợt như người chết. Có chuyện gì vậy, bác sĩ? Anh bị ốm hay sao thế? Vị chủ nhà hỏi, viên bác sĩ lắp bắp, các vị không nghe nói gì cả. Các vị không biết tin gì hay sao? Tin gì cơ? Anh xa khác, có tin không hay à? Đài phát thanh vừa nói xong mà. Ngày mai, nhờ việc phát minh ra tia sáng nguyên tử nên tất cả các gương sẽ hiện lại toàn bộ những hình ảnh từ trước đến nay thế mà các vị không hay biết gì cả hay sao mọi người bật cười ngạc nhiên thế thì tuyệt quá chứ sao hả bác sĩ bác sĩ xa kháp kêu lên một cách chán ngán trời ơi té ra các vị mất trí cả rồi đoạn ông kéo phái nam giới sang một phía cái phát minh mới này đúng là giết tôi trong phòng mổ của tôi trước bàn mổ chắc các vị cũng biết đấy có một tấm gương lớn thế thì sao thế thì chết tôi chứ còn sao nữa các vị còn chưa hiểu hay sao tất cả những vụ phá thai nạo thai và còn nhiều chuyện khác nữa sáng mai thế là vỡ lở hết cả đám các ông lo lắng nhìn nhau ừ nhỉ bỏ mẹ thật thế mà mình không nghĩ ra nếu thế thì ê mặt quá nhỉ thậm chí phải nói đó là tội ác mà bọn mình đã ấy chết xin lỗi nghĩa là tôi không có ý nói thế Nghe các ông xì xào to nhỏ, đám các bà cũng đầm nhốn nháo. Bà vợ ông David Soinva rên gì, hạnh phúc gia đình tôi, cuộc sống êm ấm 20 năm nay của vợ chồng tôi thế là hết. Ngày mai chồng tôi sẽ biết hết mọi chuyện, đầu tiên là chuyện với một tài xế của ông ấy, rồi sau là với một tài xế khác. Tất cả sẽ diễn ra trước gương. Cô nàng Victoria than thở, thì ai mà ngờ được có ngày những cái gương kia lại làm vỡ lở mọi chuyện còn tôi thì sáng nào cũng lục túi, lấy cắp tiền trong ví ông ấy. Sáng nào cũng thế, lúc ông ấy còn đang ngủ, đến bây giờ ông ấy vẫn chưa hay biết gì, nhưng ngày mai thì thôi, ông ấy sẽ biết hết. Ngài H.G. Osman cứ lẩm bẩm một mình, lẽ ra mình không nên gian díu với con hầu gái ấy. Mẹ kiếp, đúng là ma dẫn lối quỷ đưa đường, những tiếng kêu, trời, vang lên mỗi lúc một to. Sau đó không khí trong phòng lại im lìm như chết. Bỗng giọng nói ồm ồm của bác sĩ xa khắp phát tan bầu không khí im lặng. Thưa các vị, chả lẽ các vị vẫn chưa tin rằng cái phát minh mới này, cái thứ gương kỳ diệu này sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của chúng ta hay sao? Không, không, đúng là những cái gương này sẽ giết tất cả bọn ta. Viên bác sĩ nói tiếp, dàn từng chữ, thế là rõ rồi. Những chiếc gương bị tia sáng nguyên tử chiếu vào sẽ pha vỡ hết trật tự xã hội. Khắp phòng lại nhao nhao cả lên, đúng thế. Nhưng chúng ta biết làm gì được? Đối phó cách nào bây giờ? Có cách gì cứu vãn được không nhỉ? Ông bác sĩ tuyên bố, chỉ có một cách thôi, là phải đập vỡ hết các tâm hương đi. Ngài Medeni đế thêm, thế chưa chắc, phải nghiền vụn chúng ra mới được. Cô thư ký có đôi mắt hạt nhãn, có giọng nói thỏ thẻ, cũng lên tiếng, phải cho vào cối mà giã thành bột ấy. Rồi khách khứa giải tán ai về nhà nấy. Suốt đêm hôm đó, trong thành phố đâu đâu cũng vang lên tiếng kính vỡ. Người ta thi nhau bỏ gương vào cối mà dã, sáng ra những người phu hốt rác sừng sốt trước một cảnh tượng chưa từng thấy, khắp nơi trà nào cũng ngổn ngang những đống gương vỡ, phố xá thì tràn ngập bụi kính. Đúng 9 giờ sáng, giọng người phát thanh viên vang lên trong tiếng nhạc, "Xin quý vị lưu ý, loại gương soi tốt nhất thế giới là gương mang nhãn hiệu Kỳ Diệu." dùng gương này quý vị có thể nhìn thấy ảnh của mình chỉ những lúc nào quý vị soi vào nó mà thôi xin quý vị nhớ cho nhãn hiệu của nó là kỳ diệu gương kỳ diệu trong vòng một ngày chủ hãng gương kỳ diệu đã trở thành triệu phú chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa